Xong rồi Nhật xin chào các bác. Em lên sóng một con máy rửa bát TH3 các bác nhé. Một con TH3 này, mã số 17. Em bán con này là 7 triệu 6, bảo hành 1 năm. Máy hình thức các bác nhìn như trên clip nguyên zin. Lưng tôn bọn này hàng bãi cho nên nó ở mức bình thường nhé, chứ không thể xuất sắc như hàng đấu giá được. Đấy. Bù lại các bác giá thành nó khá là rẻ vì một tí xước thôi. Năm 2020 ạ. Series máy 0171 TH3. Nội thất con này rất là mới, nội thất cực mới luôn. Và gần như là rất ít dùng. 7 triệu 6 các bác nhé, cho một con TH3 cực đẹp, mới, nội thất tuột mới. Bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Phí vận chuyển đi toàn quốc là 150.000 ạ, biến áp là 500. Hình thức giao dịch mua bán là đặt cọc trước 500, nhận hàng kiểm tra đúng hàng, thanh toán nốt cho bên giao hàng. Chào các bác.